Xin chào các bạn nhé, hiện tại là mình đang có mặt tại 75 Đại Cổ Việt Hà Nội. Đây là quán OK Con Dê với khai trương của bạn Hà Còi. Hôm nay sau khi mà trải nghiệm cái hành trình Bắc Nam xong và review cái xe đầu kéo man xong thì mình có đưa anh Trường đến đây để ăn mấy món thịt dê để ủng hộ cho nhà hàng của bạn Hà Còi. Bây giờ thì không nói nhiều vòng vo nữa, mời các bạn cùng ghé vào trong nhà hàng mới của Hà Còi xem mà có gì. Mời các bạn. Chào Đức nha. Bây giờ anh lên tầng trước nhá. Đây là phòng VIP của quán OK Con Dê. Mình vào tham quan một chút nhỉ. Bạn Hà Còi thì bạn ấy luôn luôn có cái phong cách mà làm rất là đẹp, chỉn chu. Tầng 3 nữa là anh Tuấn. Có thế em ở quán à? Thế sao mà em chào anh? À thế à? Ừ thế thì tí nữa em lên đây anh gọi món nhé. Đây là khu vực tầng 3 của quán Bạn Hà. À, mình thích ngồi cái view ở ngoài cửa nhưng mà tiếc là mấy bàn đấy là có khách ngồi hết rồi nhỉ. Nếu mà không thì ngồi những cái view sát cửa đấy hơi đẹp ấy. Còn tầng trên là bếp anh Tuấn. Đây là Hà Còi hay gọi là siêu đầu bếp Tuấn Điên. Tại sao Hà Còi lại gọi anh cái tên đấy? Mình làm trong trại của người tâm thần. Anh là bác sĩ ở trại tâm thần. Mình không là bác sĩ, mình là chỉ là người quản lý hành chính trong trực tiếp với bệnh nhân trong đó. Rồi thế bây giờ anh em mình xuống dưới phòng dưới nhỉ. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu gọi món để ủng hộ cho quán mới của bạn Hà hôm nay thứ 2 rất đông đấy. Dê tươi. Mình rất là thích ăn đồ nướng, cái gì có món gì nướng ngon này em? Chả đá. Sườn dê nướng chả đá và thịt dê nướng chả đá. Thế thì trước tiên tiên cho anh cái thịt dê nướng chả đá nhé. Anh Tuấn thế này. Khoảng 4 người đấy. 4 anh em thôi. 4 người. Là 3 lại anh nhá. Đúng rồi, em cứ làm theo tiêu chuẩn của khách ở đây. Cái đấy thì ở trên này nó có ghi giá ở đây không? Dạ. Giá khoảng bao nhiêu ở đây? Anh quay lên YouTube cho nên là anh muốn công khai cái giá luôn cho khách hàng. Dạ có giá công khai. Rồi một đĩa khoai lang chiên. Cái sườn dê là một đĩa 200g là có giá 160.000. Rất là ok. Thịt dê thì 150g thì có giá là 130.000. Nếu mà mình gọi là 3 lạng đúng không? Thì sẽ có giá 260.000. Giá cũng hợp lý các bạn ạ. Đấy. Rồi có dồi dê không nhá? Có dồi. Ừ cho anh một đĩa dồi dê nướng nhá. Mỗi thứ một ít đi. Ngon. Cái dồi dê thì ăn ngon hay không Tuấn nhỉ? Ngon. Có món mới, món món gì nữa? Thịt dê bóp thấu. Thịt dê gì ạ? Bóp thấu. Bóp thấu à? Ờ. Thịt dê bóp thấu. Ừ thì cứ ăn món đấy luôn đi. Nó giả dạng nộm nộm ấy. Cho anh cái thịt dê bóp thấu nhỉ. Cái đấy là cũng chưa vào trong 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 đơn đâu nhưng mà mình mới test rồi, nói chung là ăn rất là ok. Chân dê xối xả, cái đấy có ăn được không anh Tuấn? Hôm nọ thấy anh em có quay lên phải không? Chân dê xối xả đúng không? Vậy rồi đến cái chân dê xối xả nữa là tạm thời đến đấy đó. Rồi cho anh em mình uống bia gì nhỉ? Anh Trường uống bia gì? Bia thế thì mình uống Tiger nhá. Anh Tuấn thích uống bia Tiger được không? Tiger đâu ấy. Rồi bây giờ thì mình trong lúc chờ đợi thì mình tạm cắt một chút các bạn nhé, để chờ món ra nhé, chờ bạn Hà Còi đến luôn. Khách cũng đang ăn rất là đông này, ngồi đến cả tầng 3 luôn nhỉ anh Tuấn nhỉ, rất là kín luôn. Tầng 2 này thế là chỉ có phòng VIP thôi nhỉ?
VIP này thôi, à, khoảng 4 bàn. 4 bàn. Còn ở trên kia khoảng 12 bàn nữa để chiều mai. Nhưng mà tổng diện tích quán mình được khoảng tầm khoảng 30 bàn. 30 bàn. Còn cái nhà, chi nhánh của Hà mới khai trương nữa là tại Nam Định. Nam Định. Đấy là quê mình bạn ạ. Hôm sau mình sẽ về quê mình sẽ lại qua đấy ủng hộ cho Hà Còi tiếp. Chào Hà Tú. Chào Hà Còi nhá. Chào anh. Hôm nay đưa anh Trường. Đấy, hôm nay mình vừa mới đi quay và trải nghiệm cái xe man của anh ấy, gọi là một cái siêu phẩm đầu kéo mới. Thì mình mới trải nghiệm xong và mời anh ấy đi sang đây để ủng hộ thịt dê của bạn mới khai trương. Vì hôm nọ bạn khai trương mà cũng chưa có dịp ghé. Anh em mình là cứ chạy nhảy rót đúng không? Gặp được nhau thì mình sẽ gặp thôi. Thế là hôm nay đến đây thì quán bạn đông quá thì cũng chúc mừng bạn nhá. Cảm ơn bạn nhiều nhá. Bây giờ anh Tuấn anh đang rót bia các bạn. Hôm nay thì đến dự hôm nay còn có đại biểu là phu nhân của Hà Còi. Buổi lễ hôm nay chuẩn bị khánh thành. Giống như kiểu là mình đi dự như kiểu là đại hội ấy nhở. Hôm nay đến đây mình may mắn quá lại có cả vợ của bạn Hà Còi đi làm cameraman quay cho mình luôn ấy. Đến đây rất là cảm ơn bạn Hà cùng phu nhân nhé. Cảm ơn bạn. Mời anh Trường thưởng thức dê ở Hà Nội xem thế nào. Đây này mình rất là ấn tượng với cái món dê này, gọi là món gì nhỉ? Đây là món sườn dê chảo đá, sườn với thịt dê chảo đá luôn. Lẽ ra người ta hay gọi là phần riêng nhưng mà hôm nay mình gọi là lẫn cả sườn cả thịt. Nhưng mà đây là mình hỏi đây là tỏi phải không? Đúng rồi, tỏi chiên. Đúng không? Mình nghe rất là thơm. Đã thử. Thơm lắm. Ăn. Mời anh Trường sử dụng lên chưa? Mình sẽ thử cái miếng tỏi trước đi. Vì thấy cái món này rất là hấp dẫn. Anh Trường ơi dùng đi. Bạn đây, dùng. Tỏi nó thơm lắm nhưng mà bây giờ không kìm chế được, không kìm lòng được ấy. Chờ đợi hơi lâu rồi mình phải ăn cái món sườn dê chảo đá. Cái này mình chấm với cái gì thì ngon? Chấm với chao cũng được. Chao hoặc cái bên này tương. Bên này mình tương. Thích tương hơn. Đấy. Và các bạn nhé, xin lỗi nhé. Mời Thùy luôn. Thùy là tên của vợ bạn Hà thì đang quay cho mình. Anh Trường anh thử dùng nè. Dê nhà em 100% là dê núi anh Trường ạ. Dê rất dài. Dạng là dê rẻ. Da nó giòn. Đúng không anh? Anh thấy giữa dê ở Hà Nội là dê ở Sài Gòn như nào anh? Dạ, dạ, dạ. Ngon không? Ngon. Hương vị đấy ngon không? Rất là thơm nha, cái này nói chung là cái phải có cái bí quyết gì đấy, có cái sốt gì như anh Tuấn vừa nói đúng không? Để mình ướp vào nên có cái món nó thơm như thế này. Với lại cái món này là món gì đấy nhỉ? Nầm dê chiên vừng. Nầm dê chiên vừng các bạn ạ. Mình rất là thích ăn nầm dê. Nếu bạn nào chưa biết nầm dê thì mình cũng đề thêm đây là gọi là vú dê nhá. Và thực ra từ vú nó cũng không phải là từ láo lắm đúng không? Cũng là bình thường đúng không? Dê mà bình thường là vú mà. Nhưng mà mình thấy món này nó thấy hơi lạ này. Tại vì trước giờ ăn dê cũng nhiều nhưng chưa ăn được cái món này bây giờ. Món này. Món này món gì nhỉ? Món đó món gì? Dồi dê này. Để ăn thế này. Tại vì ở Sài Gòn này chưa ăn bao giờ. Chưa gặp món này. Ngon á. Rất là ngon. Hợp tất không anh? Em hôm nay rất là vinh dự khi mà được làm quen anh Trường cũng là Tú thì em với Tú thì lại bằng tuổi nhau và mấy anh em là kiểu cứ nói chung là cứ có cơ hội gặp nhau là phải gặp nhau bằng được đấy. Anh Tuấn với Hà thì nói chung ăn nhiều quá rồi, đây em mời anh Trường ăn thử món nầm đi, anh ăn thử xem. Vừa nãy anh hỏi em là nầm là gì? Nầm là gì? Thật sự ra miền Nam ngoài là vú dê chứ không phải là nầm. Nầm thì trong miền Nam không biết mình nó. Anh ăn thử đi. Đấy, ngày mai rồi chạy xe cho tốt để em quay đầu kéo man lên tiếp. Ăn đến khúc luôn là mình ăn tiếp món giòn rồi. Rất là giòn. Ngon không? Thơm không? Giòn đây ngon.
không ngon à. Con này ngon này, có mình có thể là chiên. Anh Trường anh ấy bảo món này nhìn nhỏ nhỏ dễ thương, mình nghe cũng buồn cười. Có cái cách mô tả ẩm thực dễ thương. Ẩm thực mà dễ thương. Vào đây, bằng món chân dê xối xả nhưng mà mình ăn cái này hơi nhanh. Thôi, liên khúc rồi Lâm Nhi tâm sự dần dần đúng không? Trải nghiệm dần dần, còn món dê bóc thấu nữa. Nhiều món này, nằm món này. Mình cứ trải nghiệm dần dần, anh em mình có ghi tấy nó còn về tâm sự hết đêm nay, Tú có món không? Món này thì Sài Gòn cũng chưa được ăn này. Món dê này, món vú này thì ăn rồi nhưng mà vú làm cái này cho anh, thì vú nướng thôi. Nướng? Ờ, vú nướng thì mình ăn. Đây là món dê bóc nè. Dê bóc thấu. Dạ em có đây được, món xấu thì mình cũng chưa được. Cái này món chân dê xối xả, vì hôm nọ mình xem ở quán của bạn ấy. Bạn có làm món vịt xối xả cho nên là mình bị ấn tượng với cái món này. Cho nên là hôm nay mình nhìn thấy là thấy xối xả cái là mình muốn thưởng thức nó. Đấy, nên mình vừa mới nhìn cái du là mình muốn thưởng thức luôn cái món này. Đấy mình cũng chấm trao đây. Cái chân dưa này, chân dê này là ăn rất là nhiều sữa này. Nếu mà bạn nào mà có vợ mà chuẩn bị sinh hoặc là đang sinh rồi, rồi đến quán bà Hà Còi mua về cho vợ ăn cực kỳ nhiều sữa. Không nghe chắc là bạn Tú bạn cũng nhiều người yêu nên là chắc mua một vợ nào rành nhỉ, phải nói là người ta rành. Ở quê anh, quê em ấy thì các cụ hay có những cái ăn cái con chân con gì ấy để cho nó nhiều sữa. Đúng rồi. Cho nên là khi vợ em sinh là em biết hết. Đúng rồi, con dê này thì dê heo kể cả chân dê này mà mình hầm cũng ngon các bạn ạ. Đúng rồi, chân dê này mình mà hầm với cả thuốc bắc cũng rất là ngon. Ngon không? Ngon tốt ngon mà cháo chân dê cũng ngon lắm nhá. Cái này tuy là nó chiên như thế này nhưng mà không có bị dai hoặc là khô quá, cũng là có giữ được cái vị mềm và thơm. Thì nó dê móc thấu này. Cái dê bóc thấu đó bạn ăn sẽ cảm thấy rất là mát. Món này lạ, thịt chưa nhỉ? Mặc dù đã đi ăn rất là nhiều loại thịt dê rồi mà chưa ăn món dê bóc thấu nữa. Món này này, với lại cái món này ngon. Mình cũng chưa được ăn bao giờ. Thật sự đó là ăn dê Sài Gòn cũng rất là nhiều rồi nhưng mà món này có thể là Hà sẽ em xin phép anh Trường nhé chia sẻ một chút là cái dồi dê này là nó sẽ phải nguyên tắc là dồi bằng thịt dê luôn anh. Thịt dê chính vì điều đó nên nó rất là mắc tiền đó, và nó phải là đảm bảo luôn là nó phải là thịt dê. Chứ nếu mà nhiều người là gọi là tiết kiệm thì dùng pha thêm thì nó sẽ không được ngon như thế này đâu. Và như nhà em thì là 100% bằng thịt dê, bởi vì trong quá trình mình thái thịt ấy luôn luôn có những cái gọi là thịt nó không được khổ đẹp ấy, để cái thịt mà cái dồi dê nó lại yêu cầu là phải xay ra nên mình có thể sử dụng luôn cái thịt đó để làm nên món dồi dê này. Thứ hai nữa là món dê bóc thấu này cũng là một trong những món em cũng rất tâm đắc, đó là cái chuyện là khi mình ngồi nhậu ấy ăn một cái món gì đó mát mát mà nó lại ngấm gia vị như này thì cũng rất là ngon. Và đấy là một cái món mà sau rất nhiều thời gian này em quyết tâm đưa vào thực đơn nhà hàng. Bạn mà nghĩ ra luôn ạ. Đúng rồi, chính xác đó. Là như thế, nhưng mà gần như là các quán khác không có cái dê bóc thấu này đó. Thì cái đây cũng là một trong những cái mà em tự hào, đó là một món này cũng là món đặc trưng của nhà hàng em. Món này cũng là món chỉ có nhà hàng em mới có thôi. Đó, còn như là món này hay là món này hay món này là cũng là nhiều nhà hàng của người ta cũng có công thức khác nhau, một công thức khác nhau cũng rất cỏ. Thôi nhà mình cái này như là kiểu như trong Nam gọi là bốc quẩy chính xác đấy, nó dạng như là như thế đấy. Rồi người ta bây giờ thì giới thiệu với bạn là có anh Tân, nọ là anh em đi Hà Giang với nhau, bây giờ anh Tân mới đến. Anh Tân này không có chơi YouTube hay gì cả, TikTok, nhưng mà anh có một kênh gọi là một cái trang Facebook mà hát live stream rất là hay. Anh ấy hát cực kỳ hay luôn, hát như ca sĩ ấy, cực kỳ là ngọt ngào luôn. cái trang Facebook của anh là kênh Bolero đời thường. Ừ, anh hát hay lắm, hát nhạc vàng đấy. Em hái uống thì em hái. Đây là bạn Hà mà em có kể chuyện với anh ở trên Hà Giang đấy, có nói chuyện qua với anh ở trên Hà Giang.
là em có nói về món phở dê Bát Đá đấy. Phở gì? Phở dê Bát Đá. Là anh chúc mừng em quán làm sao khai trương mà bạn sư nhí tất cả cái là làm ăn lên. Dạ. Anh không biết nói điều gì hơn nhá em nhá. Dạ. Thì làm ăn phát đạt. Dạ. Thành một cái chuỗi ok con dê à? Dạ, vì con dê. Cảm ơn anh nhá. Cảm ơn anh nhá. Đây là rất là quý rồi. Rất là cái gì mà luôn. Nào bây giờ ấy, cái chảo này mình tùy biến, có mình rất ngay nhỉ. Giống như kiểu là nó tùy biến, bây giờ mình có thể bỏ rồi, bỏ cả nằm vào đây mình để cho rất là ngon, món ăn rất là ngon. Mình bỏ ở đây mình ăn rất là hay luôn này. Các bạn ơi, có thằng em Đức cùng họ là ba anh em mình nhỉ, đồng hành với chuyến miền Trung ấy. Ăn bờ bụi với nhau, ăn lương khô, ăn mì tô, uống nước lọc với nhau ở trong miền Trung của Quảng Trị. Sau đó là còn đi xe đầu kéo với anh về Quảng Bình đúng không? Đúng rồi. Hai anh em phát áo phao ở Quảng Bình, Quảng Bình thì về Hà Tĩnh. Hôm nay gặp lại thì cũng biết. Vâng ạ. Một trong những cái mà cảm ơn bạn cũng rất là nhiều. Xin phép với anh ở bên đấy, lúc đó anh bên đấy. Thời điểm mà không thể bắt được xe khách, đúng không? Chỉ có thể nhờ anh em đầu kéo đi nhờ được một cái chuyến đi. Hôm đấy anh em mình cũng vi phạm luật giao thông. Xe khách là bị kẹt hết luôn ở trong Huế, người ta chặn hết cũng cho đi. Tức là hôm đó là mấy anh em mình đang nghe xe thì được xe thì được có hai người mà anh em mình đi 4 người. 5 người. Nhưng mà cái trường hợp khẩn cấp ấy thì khán giả ở hai kênh mình vẫn nói là không cảm, sao hết đúng không? Thông cảm anh em vẫn đi đấy để giải quyết công việc. Mà hôm đấy Hà làm phát 1.000 cái áo phao của mình nhỉ? 1.700 cái. 1.700 cái áo phao của mình. Nên ôn lại cái kỷ niệm mà đi vui. Và đó phải chuyển từ Hà Nội vào ấy. Đấy, chuyển từ anh thấy là hai anh em kiếm xe vất vả lắm. Cảm ơn bạn rất nhiều luôn. Cảm ơn mọi người. Mời quá. Mai em đi. Hôm nay thì kể có Cương nữa. Cương thì còn sau Đức nữa nhỉ? Cương sau Đức. Đâu, xíu quá. Nhưng mà kể lại là em vẫn nhớ là khi đấy có thể anh Hà đang ngủ đấy. Anh Tú cả đêm. Đang thức cả đêm. Nhưng mà em vẫn nhớ là kỷ niệm là cái xe nó ở cái chỗ nào mà gọi là bờ vịt. Nó đang gọi là không thể di chuyển được, nó ở đấy khoảng tầm 1 tiếng, 2 tiếng. Anh biết không, đi từ đầu Quảng Trị mà ra đến Đồng Hới là mất 10 tiếng. Kẹt xe mà, bình thường mình đi chỉ mất 2 tiếng thôi. Nhưng mà nó kẹt xe là mất 10 tiếng. Gọi là nó không được di chuyển. Nó chỉ ở Ba Đồn ấy, tàu danh ấy, là nó ngập hết, không có đi được xe nào cả. Anh em tài xế, anh em lái xe là xuống là lùa vịt ra để đi. À, kẹt vào con vịt đấy. Cái bầy vịt, ấn tượng nhất là bầy vịt. Không lỡ kẹt vào con vịt. Không lỡ chèn mà vì là lũ lên thì là vịt là ra đường đứng hết. Đúng rồi. Tức là hàng vạn con vịt trong Đồng Hới cũng ngập hết. Hàng vạn con vịt ấy cũng phải là nhiều lắm. Đường tránh Đồng Hới. Đường tránh Đồng Hới. Là mấy anh em chạy xe là xuống lùa luôn. Tiếc là đường tránh Đồng Hới thấp, hai bên là đồng. Đúng rồi, anh em hai anh em vẫn nhớ cảnh đấy. Nhớ là nhớ rồi, thực ra là đừng nói thế, anh không chơi được. Anh Tân ơi, lúc đó là vịt đấy là vịt vô chủ nhá, không có chủ đâu. Vịt trâu bò còn vô chủ nữa là vịt. Vịt nữa còn chạy. Tức là dưới ngập hết rồi anh ạ, chỉ là lên đường để ngủ chứ nữa. Rồi. Thì tại em biết đâu cái khúc đấy là nó thấp, đường nó thấp lắm. Đường nó thấp nên là hai bên là ruộng đồng đấy. Nước nó nhiều. Sâu rồi đấy, sâu. Hơn đầu người lên nữa mà nó ngập sát cái đường đấy rồi mà nó ngửa luôn. Cái đường mình tránh Đồng Hới nó còn cao. Nhưng với giây phút đấy, cái khoảnh khắc đấy mình nghĩ lại là thực sự bây giờ nghĩ lại có những khoảnh khắc mà mình cảm thấy là nếu bây giờ mình làm lại một lần mình làm thôi, nhưng mà cũng không mơ tưởng là anh dùng mình. Mời bạn cameraman đi vào đây để mình kể cho bạn cameraman nghe câu chuyện này. Nó có một cái thuyền đấy, Bạch Anh lái thuyền ở Quảng Trị cũng biết đi thuyền, lại chở bạn Hà đi trên đấy rồi với lại lương thực. Ờ,
vừa mà buồn cười mà vừa sợ đức nhở. Hai anh em ở trên bờ mà ông đấy không biết lái thuyền mà xung phong ra lái thuyền anh biết không? Chạy là chạy vòng quanh mà đảo cái thuyền mà chở đầy lương thực lên mì tôm. Hà là ngồi trên đấy cả live stream ở trên bờ này, hốt hoảng gọi đi vào đi rồi các kiểu đây, rồi buông cái mái chèo lên đây, tức là cái thuyền đấy nó không điều khiển bằng cái tay lái này đâu mà điều khiển bằng mái chèo với máy nổ. Thì ông cứ để cái mái chèo lên nó chạy vòng quanh này, đảo hết bên này đảo hết bên kia, mà anh em ở trên bờ, mọi người trên bờ mà sợ cực kỳ luôn. Mà Hà là đang ngồi trên đấy mà ai cũng sợ, mà bây giờ đổ hết xuống đấy thì không biết là sao nữa. Đấy là cái kỷ niệm mà bọn đáng nhớ nhất luôn. Cực kỳ mà sợ luôn, nhà Đức nhà là nguy hiểm nữa anh ạ. Em thấy được là biển nước mênh mông luôn. Thực ra thời điểm đấy thế Hà là phải bơi không? Em biết bơi nhưng mà thay đổi ứng biến dẫn biển mà, nhưng mà gần như là không có cái gì do sức khỏe mình nữa, có thể mình mệt rồi mình cũng không thể, gần như không có sự trì chuẩn trước trong về cuộc đi cuộc gọi là cuộc vừa rồi ấy, em đi trải nghiệm ấy, không có cái gì là sẽ em mình sẽ biết chuẩn bị trước, biết chết ngày mai như nào. Nó làm cái là cái gì, nó cái gì là mình cần phải có những cái ứng biến nó phù hợp với tại thời điểm đấy. Nhưng mà rất là may mắn là có những người khán giả nó yêu quý kênh OK Con Dê hay là kênh xe đầu kéo, họ đều tương tác và cái tạo cho mình động lực hơn, động lực để cho mình có những cái mà chinh phục nó sâu hơn một xíu. Anh em nhớ không? Đấy là tất cả là nhờ động lực của khán giả giữa nghĩa địa nhá, toàn là mộ ấy, mình không biết là mộ chìm hay mộ nổ giữa một cánh đồng đấy mênh mông nước này này, thì này có một bãi nghĩa địa ở giữa thì chỉ sợ lao vào vui mộ ấy mà có mộ chìm lên này nó lật cái thuyền lên. Đúng không? Có đông còn chạy vòng quanh ngôi mộ ấy. Chạy vòng quanh luôn một ngôi mộ nổi lên như này. Còn xung quanh đấy là anh biết nghĩa địa là có chìm có thấp, là có cao có thấp, thì mình rất là sợ cái đoạn mà bị chạm phải những cái thấp ở dưới ấy là hốt hoảng ấy. Thôi anh em mình ôn lại trước vậy thôi. Đấy là cái kỷ niệm đáng nhớ nhất cuộc đời đấy. Anh nhớ đấy. Cái cho mình ra những cái giá trị của mình sống ấy. Đang đi xin đi xuyên Việt bằng xin, xe đầu kéo mà vợ không cho các bạn ạ. Ở Việt Nam giờ là đang nhiều việc quá. Cấp visa đi nơi khác là hơi khó. Mà đây là em thì đấy người và cấp visa là đây rồi. Em đấy. Bây giờ lên kênh xe đầu kéo vlog là không cấp visa nữa các bạn. Châu rồi nhá. Mọi người kiểu như khách đến cứ bảo em giống anh Hà. Hả? Em của anh Hà. Rất là giống anh Hà. Văn Hùng Lý. Hôm nay thì đến đây được ủng hộ. Sao đây em? Nó nặng hơn của anh hay sao? Nặng hơn đấy ạ. Ủng hộ nhà hàng của bạn Hà thì cũng rất là tuyệt vời. Nó không phải là về cái để mình thưởng thức ẩm thực, mà hơn nữa là để giao lưu, gặp gỡ và trò chuyện giữa anh em. Mà lâu nay gặp lại như anh Tân chẳng hạn. Đấy thì anh Trường thì cũng chưa gặp những người bạn của mình, thì hôm nay có dịp để được đến đây gặp anh Tuấn nữa. Anh em đã gặp nhau ở Bia Hà Nội rồi, thì phải nói là đây nó không phải là một clip mà đánh giá về ẩm thực hay là gì, nhưng mà đây là một clip để mà đối với mình nó là một kỷ niệm để mà anh em gặp nhau. Đấy thì không có vòng vo gì nhiều nữa, và đồ ăn thì các bạn thấy cũng còn rất là ít nữa thôi. Anh em mình sẽ uống hết chỗ này rồi ngồi ăn và thưởng thức và uống những cái cốc sau nữa, và kết thúc cái clip tại đây. Bây giờ thì tạm biệt các bạn, xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh của mình. OK Con Dê, OK Con Dê. Xin chào mọi người. Hôm nay cũng phải cảm ơn cameraman của bạn Hà cử đến là cực kỳ nhiệt tình luôn. Rất là cảm ơn. Cameraman này đòi lương rất là cao, đó là lấy chọn tiền lương của Hà luôn, nên là mọi người. Đừng trách là tại sao nghèo thế nhá. Đi chép tổ ong. Hóa ra là đây nhân vật cấp chép tổ ong cho thằng coi. Thôi bây giờ tạm biệt các bạn nhé. Xin chào anh em mọi người.